Đây là một câu chuyện dài và buồn hiu hắt của tao. Giờ tao đang trên đường về đây. Mày có rảnh không? Qua nhà tao đi, tao nấu cơm trưa cho. Thói quen của một đầu bếp đẳng cấp đó là luôn dùng bữa một mình, cùng với âm nhạc. Xin chào anh chàng đẹp trai. Bây giờ anh cứ cho tôi thời gian đi, tôi chắc chắn sẽ làm được. Dám làm mình vẻ mặt, mình nhất định sẽ làm cho bằng được. Hiện tôi thấy nhà anh đang có 6 khuyết điểm. 6 khuyết điểm? Thứ 6 thì tạm thời tôi chưa có tìm ra. Nhưng mà trước mắt nhà anh đang có tới 5 khuyết điểm, thì buộc anh phải giảm giá cho tụi tôi 10 triệu. Mẹ sẽ dẫn một cô gái mẹ đã tìm được ở dưới quê nè. Thôi, phụ nữ này là người phụ nữ của gia đình, sinh con cũng giỏi, ăn cũng giỏi. Con nấu ăn hả? Thôi khỏi đi, lâu lâu mẹ mới lên chơi, để mẹ nấu. Mà lỗi do tao à, lỗi do ngoại hạng Anh, do Serie A, rồi La Liga. À, có thêm NBA với lại Wimbledon nữa. Mày cá độ cả tennis cả bóng rổ luôn. Chuyện của tao. Anh ơi, vậy là anh cá độ hả? Cá độ là xấu lắm. Má biết má buồn á. Yên tâm đi, má không biết đâu. Không, lát em nói cho. Đã nói là chương trình phòng mình kinh phí có giới hạn rồi. Thuê nhân sự ở ngoài quay cho nhanh mà cứ lề mề kiểu này thì làm ăn gì được. Lên, lên. Có chuyện gì vậy? Ông Phúc này, lựa lời mà nói chứ. Thì ai biết đâu, bình thường thì ra vẻ tự tin lắm. Linh vừa chạy ra ngoài rồi. Linh ơi! Linh ơi! Linh ơi Linh! Bị triệu chứng sợ đứng trước đám đông. Lúc trước quay clip thời trang cũng là tự set up xong rồi tự quay thôi à. Sao nhìn cô ấy tôi không nghĩ là cô ấy... Tôi đã nói anh là đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài rồi mà. Cậu ấy xin vô đây làm cũng là vì một phần để khắc phục chuyện đó. Thôi, dù gì tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Để tôi xuống nói chuyện với Linh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình. Tên trưởng phòng chết tiệt. Thời trang hàng tuần, hắn dám ép mình hả? Dám làm mình bẻ mặt. Mình nhất định sẽ làm cho bằng được. Nhất định. Mấy người tới đây hồi nào vậy? Chúng tôi đến từ lúc có cô hot chương trình thời trang sợ đám đông nào đấy. Vừa lẩm nhẩm nội dung chương trình, vừa chửi tôi. Anh trưởng phòng, anh đừng có quá đáng nha. Riêng cái mặt của anh ấy thì tôi không có ngán đâu. Có thật là cô không ngán không? Còn phải nói nữa hả? Do dù tôi có sợ đám đông đi chăng nữa thì cái mặt của anh có nhân ra 1000 lần á, tôi không sẽ nói cho tới cùng luôn. Cô cũng đang nghĩ điều tôi đang nghĩ đúng không? Không. Tôi thấy anh nhìn tôi cho nên tôi nhìn thôi chứ tôi đâu có nghĩ nhau. Không.
trộn. Máy chạy, action. Em xin lỗi cho em lại. Anh cũng xài món hai trưởng phòng. Action. Xu hướng thời trang của những mùa cuối năm gồm có các bộ sưu tập. Đợi xíu đi. Xong rồi. Đây nè. Dạ. Chúc quý khách ngon miệng. Con cảm ơn bác. Dạ cảm ơn bác. Trời ơi coi kìa, coi kìa. Bác ăn như chết đói chết khát vậy. Nhỏ này làm nó. Tôi cho miếng này. Ừ. Vậy. Không có rồi, tụi ăn rồi. Thôi thôi thôi, đủ rồi. Đủ mập rồi ha. Nè Hiền, mấy ngày nay bộ con ăn uống không đàng hoàng hay sao mà đúng như nó nói, ăn gì chết đói chết khát á. Thì có ăn bữa được bữa không. Sao vậy? Trốn chui trốn nhủi mà bác. Mà con thấy á, ăn trốn chui trốn nhủi vậy vẫn ngon hơn là cơm Phương nấu á. Ê, chồng tương lai tôi nấu ăn ngon nha. Chồng tương lai. Thôi ăn đi. Trời ơi cái con nhỏ này. Đỡ đói chưa? Đỡ rồi. Nghe bác nói nè, hai đứa con gái mà con lừa tiền đó đó. Dạ. Nó đang ở đây đó. Ừ, đang đây nè. Cho nên chiều nay lên phòng thằng Phương, tránh mặt đi, nói thằng Phương tiếng. Còn hai đứa đó, để bác tính cách cho. Nó mà thấy mày, nó lột da mày đó. Xé đầu luôn á. Nghĩ sao vậy? Dạ, không biết rồi bác. Ừ. Giờ con đang về đây. Không, con không đi cùng hai cô ấy. Mình thật không ngờ mọi chuyện có thể được giải quyết dễ dàng đến như vậy. Mình cũng không ngờ luôn đó. Hồi nãy lại định cảm ơn anh ta một tiếng mà quay qua quay lại thì biến đâu mất tiêu à. Thì cậu về nhà cảm ơn cũng được mà. Nhưng mà mình thấy mọi chuyện chỉ mới ổn được thời gian đầu thôi. Mình vẫn đang lo cho cái chương trình hẹn hò mà cậu đề xuất sáng nay á. Sáng nay mình cũng có đăng content lên bay công ty rồi, nhưng mà không có mai nào tương tác hết trơn. Thì cũng mới đăng mà. Cùng lắm thì mình kiếm người tham gia thôi. Nhưng mà cậu cũng biết rồi đó, chi phí của công ty đâu có đủ để mời mấy bạn trẻ hot hot bây giờ đâu. Cứ từ từ rồi tính đi. Chứ dù gì á, từ lúc mà bị tên Hiền lừa tới giờ, đây là lần đầu tiên mà mình gặp chuyện tích cực như vậy luôn á. Ê, cậu nhắc đến tên Hiền mình mới nhớ nha. Có khi nào là trưởng phòng lén lút liên lạc với anh ta không? Mình cảm thấy nghi ngờ lắm. Chắc không đâu á. Bây giờ là tới lượt cậu đa nghi rồi đó. Đi về đi. Alo. Cái gì? Có rồi á. Mày yên tâm, ở đây chỉ có mình tao thôi.
Cứ nói rõ ràng ra đi. Ngon. Thế vụ này chia nào đây? 50-50 à? Ê mà không được nhá. Vụ này rõ ràng tao có công nhiều hơn. Phải 6-4. Rồi sau này tao sẽ có nhiều kéo. Anh Phương, cô làm gì đấy? Tôi không ngờ anh là loại người như vậy. Loại người gì? Anh đang nói chuyện điện thoại tên Hiền đúng không? Tôi nghe trong điện thoại là anh chia cái gì mà 5-5, 6-4. Anh đúng là cái đồ tham lam. Không. Nè Hiền, đừng có hòng mà trốn tôi. Cái gì? Cá hả? Ê, sao tự nhiên tên Hiền hỏi tôi là có muốn mua cá không? Tại vì đây không phải là Hiền, đây là thằng Lành bạn tôi. À, thì ra là tên Lành, em tên Hiền. Nội đặt tên là đã thấy lộ rồi. À, không phải, nó chỉ là dân đánh bắt cá thôi. À, nè, anh tên gì đó? À, Lành hả? Anh quen biết anh Phương bao lâu rồi? 2 năm rồi. À, anh làm nghề gì? Đánh bắt cá hả? Đã nói rồi, nó mới bắt được một đợt cá măng biển. Hiếm lắm nên mới định gửi cho tôi để tôi bán cho nhà hàng rồi cùng chia cho nhau. Vậy mà cứ làm loạn lên. Vậy đợt này anh bắt được cá gì vậy? Cá măng biển hả? Tôi đi định mua cá bảy màu vậy thôi nha. Đủ chưa? Trả điện thoại cho tôi đây. Ô, trả điện thoại đi. Nè. Cậu làm gì vậy? Xuống ăn cơm kìa. Ừ, mày xuống liền. Ê, lên. Cậu nhìn thấy gì không? Gói hàng không thể khả nghi hơn. Chắc chắn là nhận hàng của tôi. Hiền, anh đứng lại. Sao tự nhiên nhìn hai cô nguy hiểm thế? Anh có thấy thám tử nào phá án mà mặt không nguy hiểm không? Tôi thật quá thất vọng khi đã nhìn lầm con người anh. Hóa ra là thuyết âm mưu. Lợi hại quá ha. Có tiền chưa đủ á, còn muốn có luôn hai đứa xinh đẹp tụi tôi nữa hả? Nói cái gì đấy? Cái này không phải là tiền. Phải hay không á thì tôi coi mới biết. Này, cái gì được chứ cái này không được nhá. Các cô có biết như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không? Tôi xin lỗi. Tôi biết là anh đẹp trai nhưng mà chăm sóc sắc đẹp vậy thì hơi nhiều. Thì kệ tôi. Các cô quá đáng lắm rồi đấy. Tôi đã bảo là tôi không đồng lõa, không liên lạc với thằng Hiền rồi. Hiền ơi là Hiền, mày ở đâu về giải quyết vụ này cho tao đây. Ai kêu Hiền đó? Có Hiền đây. Hmm.
Khoan, hiểu lầm đó, hiểu lầm. Thì ra là bốn người thông đồng lại để lừa hai tụi tôi. Trong đó còn có bác nữa. Con không ngờ luôn á. Xí, tôi không có biết. Thiệt tình đó là tôi vô tình tôi lụm được cái ông này về đây nè. Xong tôi mới biết được là bạn của anh Phương. Chuyện của chị nói nghe vô cùng phi lý, nhưng mà nghĩ lại thì cũng rất bất hợp lý. Ờ ha. Sao tôi thấy nó vô lý thiệt chứ. Tôi kể ra tôi còn thấy nó tổn tình. Vừa nay anh vừa mới đối xử tốt với tôi á, tôi đã vội vàng tưởng anh là người tốt rồi. Ai ngờ tất cả là mưu đúng không? Từ đầu tới cuối là anh giấu Hiền ở trong nhà. Cái này gọi là... gọi là gì Thúy? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đúng. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Không, tôi đã nói với hai cô rồi. Tôi chỉ là tình ngay lý gian thôi. Kể từ ngày thằng Hiền nó lừa các cô, tôi còn chưa gặp nó lần nào, không liên lạc lần nào. Mà chiều giờ tôi ở đây tôi còn chưa lên phòng lần nào. Tại sao thằng Hiền nó ở trong phòng tôi còn thắc mắc hơn cả hai cô ấy. Lại là một câu giải thích nghe vô lý nhưng lại rất bất hợp lý. Nghĩ kỹ lại nha, tôi mới thấy rằng á, cái hôm mà tôi tới mượn cái cục điện của anh á, anh bực dọc đuổi tôi đi liền á, là có lý do. Thì đấy là do cô phiền quá thôi. Thôi hai cô ơi, mà Vương nó không biết gì đâu, là tại tôi hết á. Im lặng. Tội phạm không được nói. Tôi cho anh giữ quyền im lặng. Bọn tôi sẽ xử anh sao? Mời bị can phát biểu. Cho bác giải thích nha. Cái chuyện này á là thằng Phương nó không có biết gì hết á. Là bác cho thằng Thiện nó ở lại, tính tìm cách nói với tụi con. Chưa kịp nói thì... Đúng rồi đó, Phương nó không biết gì thôi đâu. Được rồi. Thực ra trong chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Hai cô trách tôi cũng đúng thôi. Mà giờ tôi chỉ biết xin lỗi. Còn số tiền thằng Hiền nó lừa các cô ấy, chắc chắn tôi sẽ trả lại để các cô tìm một căn nhà mới. Phương ơi, tao nói mày... Thôi, mày nói cũng có giải quyết được cái gì đâu. Xin quý quan tòa hãy cho ý kiến. Theo tòa, thì tội của ai, người đã phải tự đi khắc phục hậu quả. Tiền mất thì có thể từ từ lấy lại. Nhưng riêng tội thông đồng của bị cáo Phương thì không thể tha thứ được. Tội chết thì có thể tha, nhưng tội sống thì vẫn phải chịu. Về hình phạt đồng lõa, cho mình quyết định được không? Được. Mời bồi thẩm đoàn. Im lặng. Tội phạm không được nói. Tôi cho anh giữ quyền im lặng. Bọn tôi sẽ xử anh sao? Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Ê! Nếu mà là bác là khán giả là bác thích xem chương trình này á. Với lại con cũng muốn làm TV nữa. Nhưng mà tôi ngại lắm, tôi không lên hình được đâu. Sao mọi người dạy dãi thế? Chưa ai làm thì bây giờ tụi mình làm. Hôm nay là lần đầu tiên được lên TV luôn. Không biết anh Hiền có thấy không?
tôi với lại cả cái phòng sản xuất này là sẽ tẩy chay anh, không cho anh nấu nướng nữa. Nhưng mà tôi vẫn đâu ăn hoàn hảo đâu.